ơi, số kia má ơi, gì dữ vậy? Trời ơi, cũng mấy cày lúc này ha, tới con 825 nè. Trời ơi má ơi, kỹ nó lên luôn, để coi tình chứ, kỹ lên luôn, kỹ 1025 đi lên luôn. Các con dính lại là con này nè các bạn, 1025 ha. Trời ơi, dữ thần vậy. Trời ơi trời ơi, mới thấy chín đầu luôn các bạn. Máy nè, đây máy mấy anh ơi, 1 2 3 4 gỉ đây, chơi nha, chơi luôn nè, chơi luôn các bạn ơi, chơi luôn. Chơi lên lôi luôn, chết mẹ dính nữa rồi, lôi luôn. Trời ơi, gì mà nhiều như vậy, tối đen không các bạn ơi, lôi đi luôn, quá luôn. Trời ơi má ơi, 1025 một bầy mấy cài lôi. Trời ơi má ơi, nó nhiều kìa các bạn ơi, khủng khiếp quá. Trời ơi, cái gì mà một bầy luôn vậy. Trời ơi các bạn coi nè, lôi luôn một bầy luôn hả trời. Bây giờ lôi cái chiếc máy cài lúng lầy lên ha, má ơi nó nặng, có củ mì vô các bạn, khủng long giải cứu rồi các bạn. Rồi rồi, cái con đầu tiên Belarus 532, cái gì mà trình lầy không các bạn ơi. Đó, nhìn nó che lại nè, giải cứu. Đó, giải cứu một bầy Belarus sao, giờ không biết con nào dính lầy luôn các bạn. Má ơi thiệt là tình chứ. Trời ơi khung cảnh, rồi con này giờ cũng quẹo lại ha, vẽ lại. Ừ, quá dữ các bạn ơi. Trời ơi hoành tráng như vậy. Má ơi. Ô, một đội chét luôn nè. Ô, cái trận này quá dữ các bạn ơi. Trận này quá dữ luôn. Con kia không biết là nó bợ hông hay là nó làm sao đây. Để coi thử ha. Coi thử. Ôi ôi má ơi, nó nhiều quá các bạn ơi, nhả chón rồi đó. 2 3 4 con, 4 con Belarus hả? Kéo một con đàn anh 1025 ha. Còn cái cảnh này phải nói chưa gặp bao giờ các bạn. Lần nữa này sắp chỉ giải cứu mấy cái mắt lầy các bạn ơi. Hồ con Belarus 1025 nó dính lầy nặng luôn nè. Trời ơi má ơi, nó giờ có mấy con máy cài khác lại cứu các bạn ơi. Ủa bự dữ vậy. Ở con này con gì ta, má ơi siêu phẩm luôn các bạn ơi. Trời ơi sao ở đây siêu phẩm dữ vậy, 925 hay gì nè. Ôi ôi má ơi nó đẹp, 925 hay gì các bạn, 825 mà mới cáo luôn, mới can sà beng luôn. Trời ơi đã quá đó, hôm nay coi như số hưởng đó, nhớ gặp được những cái chiếc máy cày khủng long ha, giải cứu nhau, ghi hình cho các bạn mình xem nha. Rồi giờ nó về lại các bạn. Má ơi bự chà bá luôn. Ôi ôi bánh cái bánh mọt kìa, nó đẹp. Giờ sắp xếp và đội hình nha các bạn. Belarus 825. Trời ơi nó ve lại nè, coi chừng dính luôn nha anh ơi. Đất ở đây nó mưa các bạn, nó bị lỏng chân hết trơn rồi. Trời ơi đội hình đã ghê ha. Đội hình ở đây có hai con luôn các bạn, hai con giải cứu cái anh khủng long xin máy cài, bên kia là 572 ha, 72 hay 32 gì đó. Rồi đây ve lại nè các bạn, ve lại Belarus 825. Rồi móc xích móc đồ vô. Trời ơi má ơi coi kìa đẹp. Đây chờ móc xích móc đồ vô các bạn ơi. Ô siêu phẩm luôn, quá đã luôn. Môi ra nè, ló cái bánh lên rồi nè. Trời ơi má ơi, ló bánh lên rồi, giữ thần ha. Sắp bánh á anh, sắp hố không. Má khủng long dữ nhất của Belarus luôn mà cũng sụp ha. Hàng khủng đấy, hàng khủng luôn đó rồi. Con này là 100 HP luôn mà, có turbo luôn. Khung cảnh giải cứu nè anh em ơi, bây giờ có thêm một chiếc vô nữa nha. Đó, chiếc đó là Belarus 532 ha, cái đầu tiên nè các bạn.
Ủa nó đã má ơi. Chiều cho lên luôn. Chiều vô cuộc sống Tây Ninh á. Đó các bạn coi nè, một cặp mấy đó, một cặp máy cài 532 ha. Đó, 532 con đầu tiên. Giờ luồn vô xích vô con 532 kế. Trời ơi, hai con 532 rồi tới 825 ha. 825. Đó, Belarus 825 rồi tới thằng đại ca. Đó, kéo con Belarus 1025 ha. Còn chiếc nữa hả? Quá hoành tráng vậy. Máy nè, đề máy mấy anh ơi. 1, 2, 3, 4, gỉ. Đây, chơi nha, chơi nha. Chơi luôn nè, chơi luôn nè. Chơi luôn các bạn ơi. Chơi luôn, chơi luôn. Chơi. Lên. Lôi luôn, chết mẹ dính nữa rồi. Lôi luôn, lôi luôn, lôi luôn, luôn. Trời ơi, gì mà nhiều như vậy. Tối đen không các bạn ơi. Lôi đi luôn, qua luôn. Trời ơi, má ơi, 1025 một bầy mấy cài, lôi. Trời ơi, má ơi, nó nhiều kìa các bạn ơi. Khủng khiếp quá. Trời ơi, cái gì mà một bầy luôn vậy. Trời ơi, các bạn coi nè, khung cảnh mấy cài ha. À, giải cứu. Trời ơi, má ơi, cứu đàn anh kìa, Belarus 1025. Đó, các bạn thấy không, quá dữ các bạn ơi. Đó, rồi tới 825 ha. Rồi tới hai cái con 532 rồi thêm mấy con 830 nữa. Trời ơi, khủng khiếp quá các bạn ơi. Khủng long. Giải cứu rồi các bạn. Trời ơi, cái con đầu tiên. Belarus 532. Cái gì mà tình lầy không các bạn ơi. Má ơi, nhìn nó che lại nè. Giải cứu. Đó, giải cứu một bầy. Belarus sao? Giờ không biết con nào dính lầy luôn các bạn. Thiệt là tình chứ. Trời ơi, khung cảnh. Rồi, con này giờ cũng quẹo lại ha. Quẹo lại, quẹo lại. Ủa, quá dữ các bạn ơi. Bây giờ lôi cái chiếc máy cày lúng lầy lên ha. Má ơi, nó nặng. Có củ mì vô các bạn, mùa mưa nữa. Ôi ơi, cái trận này dữ quá. Nó trận này dữ vậy. Lại luôn. Một bầy luôn hả trời. Đâu kìa. Má ơi, gì dữ vậy. Trời ơi, cuốn mấy cày lúng lầy ha. Tới con 825 nè. Trời ơi, má ơi. Kỹ nó lên luôn. Thiệt là tình chứ. Kỹ lên luôn, kỹ 1025 đi lên luôn. Nó con dính lầy là con này nè các bạn. 1025 ha. Trời ơi, dữ thần vậy. Trời ơi, trời ơi. Mới thấy chiến đầu luôn các bạn. Mới tháo cái đầu ra luôn. Đúng rồi, lên lên đường luôn. Để nó lên. Ừ, má ơi. Khủng khiếp. Khủng khiếp đổi mấy cày mới cứu lên nè các bạn. Má ơi, cái con này 1025 mà nó dính luôn trời. Thiệt tình chứ. Đó, dàn giải cứu nè. Belarus 825 mới ken luôn. Đó, rồi con kia là 532 này nọ ha. Một bay. Giờ tháo dây xích dây đồ ra các bạn. Quá dữ thì chứ. 825 này. Nó dọc tiếp nè. Trời ơi, má ơi, sau khi giải cứu đàn anh ha. Belarus 1025. Đó. Xe của anh áo trắng các bạn, nón trắng. Rồi, cứu xong rồi, mừng quá. Má ơi, giải cứu. Giải cứu mấy cài. Rồi, cứu xong rồi. Mừng ha. Rồi, lên xe giọt luôn các bạn ơi. Lên xe. Lên xe giọt luôn. 1025. Nó có cục bô mà còn dính lầy á các bạn. Thì các bạn nghĩ cái mùa này củ mì xứ Tây Ninh nó dữ dằn thế nào ha. Đó, giọt nè. Giọt, giọt, giọt. Ok, khởi luôn anh ơi. Đẹp quá các bạn ơi, siêu phẩm luôn. Siêu phẩm dính lầy ha. Rồi, đẹp quá dữ ha. Con này là Belarus 1025 mà có turbo là nó cả 100 HP, có khi hơn nữa các bạn. Các bạn thấy không, chở mì nhẹ ru luôn á. Lần đầu tiên nhớ nhìn thấy nó dính lầy.
quá đẹp nè. Rồi giọt nè, tới luôn anh ơi. Ồ quá đẹp, quá đẹp. Rồi giọt nha. Belarus 1025 với lại những anh em cứu mình ha, cũng long công. Rồi nha, cảm ơn các bạn nhiều nha. Chúc các bạn khỏe và nhiều niềm vui trong công việc cũng như cuộc sống của mình nha. Bye bye.